các bạn đã quay trở lại với kênh Kylie Sweet Home. Trên tay mình hiện tại là chiếc Apple Watch Series 6 bản thép. Và bây giờ mình sẽ mở hộp để review cho các bạn về chiếc đồng hồ mới của nhà Apple này nha. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra cho các bạn cùng xem bên trong. Phần vỏ hộp thì cũng giống những năm trước, không có gì thay đổi. Bên trong thì có hai hộp. Giờ thì mình sẽ mở dây đồng hồ trước. Đây là dây silicone với màu sắc là màu xanh navy. Bên trong thì vẫn thiết kế là 3 mảnh, gồm có ở dưới là size S dành cho những bàn tay nhỏ, và phía trên là size ML dành cho những bạn có vòng tay to hơn. Tiếp theo mình sẽ mở hộp còn lại. Bên trong là gồm có sách hướng dẫn, mặt đồng hồ và dây sạc. Đây là sách hướng dẫn, thì cũng y như mọi năm, không có gì khác biệt. Và đây là dây sạc đồng hồ. Tuy nhiên năm nay có phần khác hơn năm ngoái là không có cục sạc đi kèm. Và cuối cùng là mặt đồng hồ. Đây là phiên bản thép 44mm, màu silver, màu bạc. Sẽ mở ra. Bây giờ trên tay trái của mình là chiếc Series 5, bản nhôm 40mm, và bên phải là chiếc Series 6, bản thép 44mm. Nhìn chung thì thiết kế của hai chiếc đồng hồ này không có gì thay đổi. Tuy nhiên, tất cả những cảm biến của chiếc Series 6 mới này được Apple thiết kế lại với nhiều cảm biến hơn và có chức năng là đo nồng độ oxy trong máu. Và bây giờ thì mình sẽ gắn dây vào và mở đồng hồ lên cho các bạn cùng xem. Sau khi mình đã gắn dây vào, cách gắn dây thì cũng tương tự như những series tiền nhiệm trước đây, cũng không có gì thay đổi hết. Và bây giờ mình sẽ đeo lên tay để cho các bạn thấy sự khác biệt giữa hai chiếc đồng hồ này nha. Nhìn chung thì thiết kế màn hình của hai chiếc đồng hồ này vẫn không có gì thay đổi, vẫn là chế độ Always Display On. Tuy nhiên thì chiếc Series 6 nhìn có vẻ sáng hơn một chút so với chiếc Series 5. Con chip S6 được trang bị trên Apple Watch Series 6 sẽ mạnh hơn 20% so với chiếc Series 5. Và phần cảm biến đã được nâng cấp hơn là có thể đo được nồng độ oxy trong máu. Chiếc đồng hồ này có giá là 1079 đô Singapore tại Apple Store. Ở đây là mình vẫn thấy chiếc Series 6 bản thép có cạnh đồng hồ sáng bóng và đẹp hơn so với chiếc Series 5 bản nhôm. Về dung lượng pin thì ở website chính thức của Apple không nhắc tới, nhưng theo mình nghĩ thì thời gian sử dụng liên tục sẽ không quá 1 ngày rưỡi. Mở hộp Series 6 của mình đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Nếu các bạn thích video này, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào!